có rất nhiều những sự thay đổi, đặc biệt là về mặt số áo của các cầu thủ Indonesia. Có lẽ chỉ có duy nhất một mình Evan Dimas là vẫn mặc áo số 6 so với trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan mà thôi. Nhiều người đã chờ đợi cuộc đấu trí ngày mai giữa Lee Park Hang-seo và ông Shin Tae-yong. Trọng tài đã nổi còi để mở đầu cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia. Và phải chăng đây sẽ là bất ngờ đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra từ quả đá phạt góc của Quang Hải? Sút xa! Rất có ý đồ! Đó thực sự là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia! Phạt lỗi rồi! Tất nhiên là phải có một quả đá phạt! Tiếp tục là một cơ hội khác từ vị trí cố định của Quang Hải. Mới là phút thứ 7 của trận đấu. Quang Hải rất nguy hiểm. Tất ông Alali Ahmad người Kuwait. Văn Toàn dứt điểm không vào. Đọc tình huống nhanh. Nhưng tôi ước gì Văn Toàn trong tình huống vừa rồi phát huy thêm sở trường bằng khả năng đi bóng tốc độ của mình để tiến gần hơn tới khung thành đối phương. Đọc tình huống quá hay. Đó là một pha bóng mà Văn Toàn đã phát huy được khả năng. Một sự áp sát có thể nói là lời thực hiện liên tục. Tuấn Anh tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc cho chúng ta khi mà trong tình huống vừa rồi thì Ritho, trung vệ của đội bóng áo trắng đã phá bóng ngay trước mũi giày của một chân sút áo đỏ. Đó là Phan Văn Đức, một người âm thầm từ đầu trận đến giờ. Tuấn Anh đã chính ngay từ đầu, bởi rõ ràng đó là một mắt xích trong những pha phối hợp đã được rèn kỹ của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh bị phạm lỗi. Lợi thế cho chúng ta. Có lẽ cần phải có thẻ vàng dành cho đội tuyển Indonesia với những pha phạm lỗi liên tục như thế này. Nhưng người thường xuyên xâm nhập vào khu vực cấm địa của Indonesia đến lúc này lại là Văn Toàn. Không có gì cả. Quế Ngọc Hải. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Indonesia đang chơi cực rắn. Và thẻ vàng tiếp theo được trọng tài rút ra dành cho đội bóng này. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 13 Arianto. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Cú đá thẳng vào chân của Tiến Linh. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoan hô Văn Toàn cho dù trong pha bóng vừa rồi tiền đạo của chúng ta không tạo ra được một pha dứt điểm, nhưng tốc độ tuyệt vời của Văn Toàn đã tạo nên một tình huống trông chênh nơi hệ thống phòng ngự của đối phương. Thật khó tin là trong tình huống vừa rồi hoàn toàn thất thế nhưng Văn Toàn vẫn tạo ra một pha áp sát và khiến cho thủ môn đội bạn phải băng ra và thiếu chút nữa mắc sai lầm. Không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì từ những cầu thủ Indonesia nữa. Họ đang đá bóng hay đá người đây? Tuấn Anh, Văn Toàn hay Xuân Trường hẳn không thể quên trận chung kết ở giải U19 Đông Nam Á năm 2013. Cực kỳ quyết liệt. Trọng tài phải đến bây giờ mới thổi còi. Đó chắc chắn là một pha bóng triệt hạ. Trước đó thì Quế Ngọc Hải đã phải diễn tả lại pha phạm lỗi ác ý của đối phương và lần này đến Văn Thanh để trọng tài Ahmad có thể nhận ra sự nghiêm trọng từ lối đá của Indonesia. Thực sự là các cầu thủ Indonesia đang không đá bóng mà đá người thật. Rất phi thể thao.
Tôi nghĩ rằng lúc này thì trọng tài cần phải có những bài học dành cho những cầu thủ của Indonesia. Nếu không thì những pha bóng như thế này sẽ vẫn còn tái diễn. Đó là một cú đạp vào gầm giày. Nếu như Tuấn Anh không kịp thu cái chân của mình lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong pha vào bóng rất ác ý vừa rồi. Hồng Duy, cơ hội đây rồi. Cơ hội dành cho Phan Văn Đức, sút bóng, không được. Có cảm giác là ở vị trí nào trên sân thì Indonesia luôn muốn phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của chúng ta. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ của Indonesia đã lao vào Phan Văn Đức. Nhưng số 20 của đội tuyển Việt Nam cũng rất khôn ngoan để tránh được tình huống vừa rồi. Và sau đó cũng đã tạo ra một cú sút nguy hiểm về phía khung thành của đối phương ở góc hẹp. Và vừa rồi là tình huống xâm nhập của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh sẽ được đưa ra nghỉ và người góp mặt là Xuân Trường. Không biết là có vấn đề gì với Tuấn Anh sau những tình huống vào bóng rất ác ý của đối phương hay không. Cũng mang lại những quả đá phạt góc chất lượng. Đấy đâu! Không vào! Ngay khi vào sân thì Xuân Trường đã phối hợp cùng với đồng đội để tạo nên một tình huống sóng gió. Đó là một pha bay người đánh đầu rất hay. Và để có những pha đánh đầu khó như vậy thì có lẽ không ai làm tốt hơn Tiến Linh. Tiến Linh, Quang Hải về quả bóng quá hay. Những kỹ năng như của một cầu thủ futsal. Đường chuyền của Tiến Linh, đường chuyền hướng tới vị trí của Tiến Linh. Quang Hải phản công chính xác. Văn Toàn, khoảng trống trước mặt của Văn Toàn, đối mặt với Risky. Văn Toàn sút bóng. Một tình huống mà có thể nói số 9 của chúng ta đã làm tốt nhất những gì có thể rồi. Nhưng cũng phải công nhận là ngày hôm nay Sachia, trung vệ của đội bạn ở những đấu trường như thế này, phần lớn cầu thủ đều đọc được tình huống. Văn Toàn! Một pha phá bóng ngay trước mũi giày của Văn Toàn được thực hiện bởi trung vệ Ridho Ramadani. Những phút giây mà các cầu thủ chúng ta đang ngày một đến gần hơn với khung thành của thủ môn Aga Winner. Đường chuyền của Hồng Duy. Cầu Phương pha chạm bóng đầu tiên. Xuân Trường không vào. Thủ môn đội bạn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi của Xuân Trường. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này của Xuân Trường. Bóng cũng chưa chạm tay của thủ môn đội bạn, nó chạm vào xà ngang trong sự nuối tiếc của chúng ta sau quả đá phạt của Hùng Dũng. Phan Văn Đức, Văn Thành và Phan Văn Đức. Văn Thành rất nhịp nhàng. Tiến Linh, mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Rất nhịp nhàng. Những pha phối hợp 1-2 giữa Phan Văn Đức, Văn Thành và cú giật gót lại của Văn Thành là quá tuyệt vời. Đầy cảm giác. Tròn vai. Hồng Duy. Tiến Linh. Tiến Linh. Tiến Linh. Tiến Linh. Vẫn còn. Vào. Tuyệt vời Tiến Linh mặc áo số 22. Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Agua Winata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ
những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang... Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn, rất hay. Tiếc là bóng không tới được vị. Công Phượng đã không ít lần thử thách các thủ môn tại V-League năm nay bằng những quả đá phạt góc. Pha phản công vốn là sở trường của những cầu thủ Việt Nam. Một tấm thẻ màu vàng tiếp theo dành cho cầu thủ của Indonesia. Và đây là điều đã xảy ra với Tiến Linh. Những động tác vung chân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Với thân thể của chuyển rất thoáng. Quang Hải sút bóng. Sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguaguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phượng đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ 3 dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi, và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến, và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên, luôn thi đấu rất hay. Không có bàn thắng cho Indonesia. Khung thành của Tấn Trường vừa rung lên. Mọi thứ qua đi, không có đá phạt, không có bàn thua cho chúng ta. Ngay kể cả khi ngã thì Tiến Linh cũng đã rất thủ thế để có thể không bị đau trước pha vào bóng của đối phương. Còn vừa rồi là một tình huống có thể coi là hay nhất của đội tuyển Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một pha bóng phải nói là đáng khen cho Vickery, người vào sân từ băng ghế dự bị. Dũng mạnh, nhưng thiếu. Rất hay! Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Bắc Tum của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Bắc Tum trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả.
Và lần này đến lượt Văn Thanh gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này.